bà khiến là bụi tre này nằm xuống thì phải nói là trước khi mà người bố ra đi thì chắc chắn là ở đây sẽ có một cái điều, cái điềm báo gì đấy. Này cúc đi đâu hết rồi à? Ôi, có mỗi một cái cúc ở trên này thôi. Trên này có không? Ôi rồi, cả cái áo chỉ có nguyên một cái cúc rồi cô bác này. Ở những cái này thì nó bị ấy thì ở nhà còn cúc không? Không có cúc á? Ôi trời ơi, ôi tay này cũng bị rách rồi, xem nào. Cái tay bên này, tay bên này thì là bị rách cái cổ tay đi rồi cô bác ạ. Cái này dính cái gì đấy? Có biết không? Không á? Này thì theo cháu Lực là biết là bị dính con nó bọ xít này của bác này. Chắc xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới, chúc tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là đến với hoàn cảnh của bố mẹ con. Thời gian vừa rồi thì cháu Lực cũng có ra nhà bố mẹ con chia sẻ hai cái video lên thì cũng được là các cô bác anh chị là quan tâm. Thì hôm nay cháu Lực là tiếp tục có mặt để mà chia sẻ cũng như là truyền tải để mà đăng tải lên cho tất cả các bác cô chú anh chị để mà các bác cùng nắm biết về cái hoàn cảnh của nhà bố mẹ con. Thì cháu Lực là rất là mong sau khi mà cháu Lực là chia sẻ những cái cuộc sống cũng như là hoàn cảnh của bố mẹ con lên thì sẽ được sự yêu quý đón nhận của các bác là giúp đỡ cho hoàn cảnh bố mẹ con là một phần nào đó. Còn bây giờ thì xin mời các bác cùng theo dõi video và cùng cháu Lực đi vào hoàn cảnh của bố mẹ con các bác nhé. Và hôm nay thì cháu Lực ra là khá là muộn rồi các bác ạ. Hiện tại thì đã gần là 5 giờ chiều rồi. Buổi sáng nay thì cháu Lực có đi xuống nhà của hai ông cháu để mà xem cái tiến độ cũng như là cái công việc của mấy em đội thợ ở dưới nhà hai ông cháu làm là đi tới đâu rồi. Cái con đường này thì là lần này thì cháu Lực là đi vào là lần thứ 3 rồi cô bác ạ. Nên thời gian vừa rồi thì cũng được là các bác trưởng thôn là giới thiệu về cái hoàn cảnh của bố mẹ con. Tại và cháu Lực cũng đã cùng với lại là các bác trưởng thôn là ra bên nhà ra nhà của bố mẹ con để mà xác minh xem là đúng hoàn cảnh không. Để mà nếu mà đúng thì cháu Lực tiếp tục là ra và chia sẻ lên. Còn nếu như mà thực hư câu chuyện không được là bên chính của thôn người ta xác minh cho cháu Lực thì cháu Lực sẽ không có vào nữa. Vì là bây giờ thực sự ra thì về cái YouTube thiện nghiện đấy các bác, thì hiện tại là đối với Simon là cũng có rất là nhiều rồi. Cho nên là ai ai cũng biết đến thiện nghiện là cũng mong muốn là ghi hình lên để cho các bác và cô chú anh chị mạnh thường quân là cùng giúp. Đấy, tuy nhiên thì là ở trong đó thì có những hoàn cảnh là do các em chia sẻ là không có đúng sự thật và chưa đi qua bên lãnh đạo của thôn thì bên thôn thì người ta cũng không có biết. Thưa các bác, con đường đi vào nhà của bố mẹ con thì hầu như là những con đường này là bố mẹ con đi là thành ra là không có nhiều người qua lại. Thành ra là cỏ này kia là rất là rậm rạp. Không biết là hôm nay ra là có bắt gặp là bố mẹ con ở nhà không. Đấy, bố mẹ con thì là nằm trong một cái ngôi nhà, phải nói là xung quanh thì hầu như là những cái cây cối này là che hết rồi. Chỉ thấy là ở mỗi ngôi nhà là có một chút thôi. Nhìn từ bên ngoài thì là các bác nhìn thấy là một cái góc ngôi nhà ở phần bên trên thì lợp bằng cái ngói âm dương. Đấy, cái ngói âm dương này thì phải nói là từ thời xưa thì mới có thôi các bác ạ. Đấy, đến hiện tại thì vẫn có, thì ra là những ngôi nhà này rất là hiếm và ngôi nhà này thì cũng khá là lâu rồi. Chuẩn bị đến nhà của bố mẹ con thì có một cái ngôi mộ và cách đây cũng được gần hơn một tháng rồi các bác ạ. Còn là rất là mới. Thấy là có vẻ như nhà cửa là yên tĩnh quá các bác ạ.
chắc là cũng không có ai ở nhà rồi. Không biết là bố mẹ con thì hiện tại đã đi đâu rồi. Hầu như là cảm giác như nhà là vẫn có 4-5 người ở, nhưng mà rất là hoang sơ các bác ạ. Tôi sẽ để đồ ở đây một chút rồi thì đi xem là bố mẹ con là sẽ đi đâu, là đi đâu rồi. Buổi chiều tối này ra thì là bố mẹ con thì chắc là cũng chỉ đi chỗ nào đấy để mà cắt cỏ cũng như là làm những công việc. Tôi thấy ông nọ thì thấy là chia sẻ là có một con bò này các bác này, lại con bò này thì hiện tại là đang nuôi nhờ thôi, là đi nuôi giói để sau này là lấy con thôi. Thử ra phía đầu nhà bên này, cho Lực nhìn thấy là đầu phía đầu nhà bên này thì thấy là cũng bị sạt rất là lớn đấy các bác này. Thấy là một cái bụi tre rất là to, nhưng mà và khiến là bụi tre này nằm xuống thì phải nói là trước khi mà người bố ra đi thì chắc chắn là ở đây sẽ có một cái điều, cái điềm báo gì đấy. Đây có một con bò con nhỏ nữa này. Con bò nhỏ này thì chắc là bố mẹ con là nhận nuôi con bò này, thời gian là nó đẻ ra. Đây, có lẽ là bây giờ sẽ phải là ở đây đợi một lúc xem là bố mẹ con là đi đâu rồi. Thế ra phía bên này thì cũng hầu như là dừng hết cả thôi, chắc là đi ra ruộng rồi. Đây, bây giờ thì cho Lực xe ở đây đợi thêm một lúc nữa, nếu mà như không về thì cho Lực xe là đi về các bác ạ. Thưa bác, hiện tại thì cháu Lực cũng ở đây là một cái khoảng thời gian khá là lâu rồi cô bác ạ. Thường thì là các em là hay đi xuống dưới khu vực này để mà đi lấy cỏ này cô bác, cũng như lấy củi. Thì bây giờ cháu Lực thử đi xuống xem để liệu là có gặp là bố mẹ con là có ở dưới đấy không. Ở đây thì là những cái vàng má này, khi mà làm đám ma chay cho bố xong ấy là vẫn còn rất là mới, cho nên là ở trên này rất là ngổn ngang cô bác. Đây cũng có này các bác này. Đây là bạn nào đây nhỉ? Đây là Giang hay là Đoàn đấy nhỉ? Là Giang hay là Đoàn? Đoàn đúng không? Đây, chú cho Giang, cho Đoàn một cái này nào. Đoàn gửi một lời chào tới các bạn nào. Cháu chào các ông các bà. Rồi, hôm nay em đi đâu làm gì thế? Em đi lấy công ạ. Em đi lấy công á? Vâng ạ. Thế nên đi lấy công ở tận đâu? Dưới kia. Tận dưới kia á? Vâng ạ. Thế là một mình em đi hay là có những ai nữa? Em và anh Giang và cả em và mẹ nữa. Thế là cả bốn mẹ con là cùng đi đúng không? Vâng ạ. Thế là mẹ với lại anh với lại em thì đã về chưa? Chưa. Chưa à? Vâng ạ. Ở trong rừng này thì có rất là nhiều muối của bác ạ. Không biết là của bác có nhìn thấy không, nên đây bay rất là nhiều. Thấy Giang là đập liên tục. Thế là em là về sớm hơn để lấy cỏ à? Vâng ạ. Thế em ra đây lấy cỏ lâu chưa? Vừa mới về thôi ạ. Vừa mới về à? Vâng ạ. Thế thì bây giờ em lấy cỏ tiếp đi. Thế là một mình em hay là có ai nữa? Có anh nữa. Có anh à? Thế anh Giang đi đâu cắt cỏ rồi? Kia. Là ở kia à? Vâng. Thế là vừa rồi là em cắt được chỗ này à? Dạ. Đoàn. Vâng ạ. Đây này. Thế là hai em là cắt cỏ được ở đây đúng không? Vâng ạ. Thế là cũng mới ra thôi các bác ạ. Đây. Đây, bó nhỏ này là của Đoàn à? Vâng ạ. Còn bó to này là của anh Giang à? Vâng ạ. Đây là hai anh em là về sớm hơn để mà lấy cỏ cho bò à? Vâng ạ. Đây, cho anh mượn mic một chút này. Đây là Giang đúng không? Vâng. Thế là Giang vừa rồi là cắt cỏ tận đâu? Tận dưới kia. Tận dưới kia. Vâng. Giang gửi một lời chào tới các ông các bà nào. Thế Giang xin kính chào tất cả các chú anh chị ạ. Rồi. Thế là hôm nay là cùng em với lại mẹ là đi lấy công à? Vâng ạ. Thế là hai anh em là về sớm hơn để mà cắt cỏ cho cắt cỏ à? Bò ạ.
Thế hai anh em đi làm về thì đã ăn cơm gì chưa? Thế hôm nay Giang là đi làm cho nhà họ thì là làm công việc gì? Trồng đậu ạ. Trồng đậu à? Vâng ạ. Đó, thế thì bây giờ hai anh em mà lấy cỏ đi xong làm à về nhà nhỉ? Vâng ạ. Trong, ở trong vào trong rừng này thì là rất là nhiều muối của bác ạ. Ở bên kia thì có một cái chuồng là chuồng gì đấy? Chuồng gà của ông ạ. Của nhà ai? Của ông kia ạ. À là của nhà ông à? Vâng ạ. Vậy thấy là hai anh em đi là ôi rồi quần áo là anh thấy là áo nào cũng đều rách rách như này à? Vâng ạ. Đây này, trước thì có một cái áo mà không có cúc với lại rách hết tay rồi, bây giờ thì áo này lại rách vai rồi. Ôi vừa rồi đoàn đi tận đâu cắt rồi nhỉ? Nếu chắc là lên trên bác ơi, đoàn này vừa rồi cắt ở khu này của bác, không biết là vừa rồi lại đi đâu cắt rồi. Mẹ với lại là em thì đã về chưa? Em Trích đúng không? Vâng ạ. Ồ, thế cái này là làm chuồng gà. Vâng ạ. Trong này có gà không? Không ạ, đi về nhà hết rồi. Ồ. Thế là từ dưới kia lên là vừa lên vừa cắt cỏ à? Vâng ạ. Em Giang thì là anh cả của bác ạ, còn có là em Đoàn với lại thêm là em Trích nữa. Ba anh em thì ai cũng đều là rất là nhỏ tuổi. Anh cả lớn nhất thì năm nay cũng chỉ đó được là 12 tuổi thôi. Cỏ này có phải cỏ nhà em không ấy? Có. Có à? Vâng. Ôi cái gì đấy? Cái gì đấy hả? À Giang? Sao nào cô? Con gì đốt tay à? Vâng. Sao nào? Anh nghĩ là cái con gì mà nó hay đậu trên cái lá lá kìa, nó xanh xanh kìa. Đốt đâu xem nào? Chỗ này à? Vâng. Chỗ này à? Vâng. Xem là ở kia có không, không là đi cắt cái bó cỏ này về là tí. Một tí nữa là trâu bò là ăn phải là nó kêu ấy. Không thì bỏ cái chỗ đấy, không thì tí nó kêu lắm. Đấy. Vừa rồi Giang không biết là bị cái con gì đốt rồi của bác này. Đấy là em ấy là thấy bẩn trong tay thôi. Đoàn ơi, cắt tận đâu ấy? À, Đoàn ra tận phía bên kia cắt rồi cô bác ạ. Cỏ này đi trồng lâu chưa hả Giang? Lâu rồi ạ. Lâu à, trước là ai trồng cỏ này? Bố và mẹ. Bố và mẹ trồng à? Vâng ạ. Thấy là các em ra đây là cắt, các cô bác cắt hết cái cỏ dại xung quanh thôi, còn là mấy cái cỏ voi là chưa nới cắt rồi, tại vì là sợ rằng để những cái hôm là trời mưa ấy. Cái này thì không biết là cái lá gì mà nhìn là đẹp hết này cô bác, lá đỏ đỏ này, đây là cái hoa là hoa tím tím đấy. Mẹ với lại em thì mấy giờ mới về? Chắc là bây giờ mẹ với em cũng lên rồi ạ. Đoàn thì là cắt chắc là cắt ở trên này này các bác ạ. Đây đấy, hai anh em là mỗi người là cắt là một nơi. Ở đây cái cây này, cây quả này quýt quả gì không? Không ạ. Không biết đâu à? Không ạ. Như kiểu quả lựu ấy các bác ạ. Cái quả này là quả cái gì mà loại trống phổ thông thì chắc là cũng quên hết tên rồi các bác ạ. Có những nhiều loại quả thì tính là cháu Lực chỉ biết thôi chứ là không biết tên đấy. Nhưng mà nhìn trông rất là giống quả lựu các bác này. Quả này thì là thường là người ta cũng đem đi bán được ấy, người ta ép để làm dầu. Này là chỗ này là cắt lâu chưa? Hôm qua mới cắt. Hôm qua là vừa mới cắt thôi ạ. Vâng ạ. Cái nào thì cắt đủ thì bảo nhé. Vâng ạ. Không là tí cứ càng thấy anh ghi hình là càng cắt nhiều thôi.
Cái cỏ này thì là bao giờ mới cắt? Cỏ voi này ra? Cắt hết chỗ này xong mới cắt ạ. Cắt hết à? Nhưng mà có để dành trong lúc là trời mưa không? Có ạ. Có à? Thường thường thì là nếu mà như là hồi nhỏ cháu lực cô bác này, thì những cái cỏ này đây, cái mùa này thì là có rất là nhiều cỏ, cho nên là cắt những cái cỏ hết xung quanh nữa, rồi thì hôm nào mà trời mưa hay là hôm nào mà bận việc ấy, thì là cắt cỏ thì nó sẽ nhanh hơn. À, nhưng mà theo cháu lực là hiểu như thế. Đoàn thì cắt đã tận là phía bên này là cô bác này, hai anh em thì là hôm nào đi học đấy hả Giang? Chắc là một tuần nữa. Vâng ạ. Thế là cả ba anh em thì đợt này là không ở trong trường à? Không ạ. Đều là đi về nhà hết đúng không? Vâng ạ. À, anh thấy là đây có một cái cây cây này là cô bác này. Cây này thì là đây cái lá này. À đây có chỗ này thì có nhiều. Cây này thì là nếu mà để mà đem đi đun nước uống rất là mát. Giang thì cắt được nhiều, Đoàn thì cắt được nhiều chưa Đoàn? Cắt được nhiều chưa? Chưa à? Rừng này là rừng của nhà các em à? Vâng. Rừng này đến tận đâu? Nhà em đến tận đâu? Em đến tận tận kia. Vâng. Nhà em thì ruộng là có được nhiều không? Cũng được một ít thôi ạ. Một ít á? Vâng. Thế là thường thường là mọi năm là nhà mình có phải mua gạo không? Có à? Ừ. Cái năm nay thì là em bà thường thường là mua gạo đấy, nhưng mà đến năm nay thì cô bác ạ, là bố thì cũng vừa mới mất thôi đấy, hiện tại thì còn đang nợ hàng xóm ở bên ngoài mấy số tiền là cũng rất là lớn. Hôm trước thì khi mà cán bộ thôn là cũng có được đi vào và chia sẻ đấy, thì cũng cô các em thì cũng nói là nợ là 30 triệu. Thế cái số tiền này thì bây giờ là để lại cho các em sau này là học hết lớp 9 là sẽ để cho các em là đi ra ngoài làm và giảm nợ. Bây giờ thì mới lớn thôi mà đã gánh trên mình là cái số nợ khá là lớn rồi. Nếu mà như các em là lớn rồi, là sức khỏe đủ tuổi lao động rồi thì cũng chẳng sao cả. Nhưng mà hiện tại các em thì còn nhỏ quá. Bây giờ thì ít nhất là Giang là năm nay mới học lớp 7 thôi Giang nhỉ? Vâng. Đấy, năm nay mới học lớp 7 thôi. Là còn đến tận là 3 năm nữa thì mới hết lớp 9. Hết lớp 9 thì mới có thể là đi làm được. Nhưng mà đi làm thì những công việc mà các em đi làm này cũng chỉ gọi là phụ vứa này, cũng như làm phụ hồ nữa. Những công việc đấy thì rất là vất vả. Khi mà nhìn thấy hai anh em mà mặc những cái áo mà có những cái thì là không khúc rồi, có những cái thì hắn rách rồi, nhìn mà thấy là xa là rất là tội rồi. Còn bò nhà em thì lấy ở tận đâu về nuôi? Lấy tận chỗ kia. Tận dưới kia về nuôi à? Vâng. Thế là nhà đấy có phải là nhà anh em không? Có. Có à? Nhà anh em cho nên là mới cho như thế để mà nuôi thôi. Ở ra phía bên kia thì có phải là rừng của nhà các em không? Có à? Vâng. À, rừng này thì cũng chỉ toàn là gọi như là có đất để mà rừng thôi các bác. Có những cây cối thôi, những cây này thì là chả có giá mấy đâu các bác ạ. Nhìn thấy là gọi là chỉ để bán làm củi là nhiều hơn. Nhìn vào khuôn mặt của các em thì ai nấy đều cũng rất là hiền lành. Lại mong rằng là sau khi mà cháu được chia sẻ về cái thức tim cũng như là cuộc sống của các em lên thì sẽ được là các cô bác anh chị là yêu quý cái cho các em. Đoan thì cho anh xem nào. Này cúc đi đâu hết rồi à? Có mỗi một cái cúc ở trên này thôi. Trên này có không? Ôi rồi, cả cái áo chỉ có nguyên một cái cúc rồi cô bác này. Những cái này thì nó bị ấy thì ở nhà còn cúc không? Không có cúc á? Ôi trời ơi, ôi tay này cũng bị rách rồi, xem nào. Cái tay bên này thì là bị rách cái cổ tay đi rồi cô bác ạ. Cái này dính cái gì đấy? Có biết không?
Không á? Này thì theo cháu Lực là biết là bị dính con bọ xít này của bác này. Chắc cần phải bọ xít. Hôm nay thì đi hộ người ta trồng đậu à? À, trong đậu thì nó có rất là nhiều. Quần của Đoan đang mặc thì có thể là quần áo của anh trai thôi. Đấy là quần thì rất là lớn. Đây, năm nay thì là năm học mới thôi. Đấy, mọi năm thì còn bố để là kiếm tiền đi mua quần áo mới. Còn năm nay thì các em bảo là chia sẻ rằng là không có tiền đi mua quần áo mới rồi. Đấy, lý do là bố cũng vừa mất ấy. Vào trong rừng này thì là từ tối này các bác này có rất là nhiều những con nấm muối rất là nhiều. Cái ruộng của nhà hai anh em thì có ở xa không hả Giang? Có ở chết bên kia con. Chết bên kia? Ừ. Thế ở dưới kia thì có lán không hay là chỉ có nguyên ruộng thôi? Có một cái lán nữa. Có một cái lán à? Ừ. Lán này có to không? Bé hết. Ui. Chào đồ đấy. Mưa đấy. Cũng được à? Đây còn dính con ua đây này. Ua rồi. Nhiều quá. Đây đi về đi. Ừ. Đang cắt cỏ là gặp mưa đúng không bác? Cũng chạy vội người vàng. Ui ôi, dép của Đoan này. Như cái thuyền đấy. To quá. Có dép mới chưa? Chưa. Chưa. Cái Đoan này đi đường kia để mà thu cỏ. Còn là em Giang thì đi như này. Cháu Lực đã đi với Giang là đi như này thu cỏ luôn. Nếu mà đi học thì buổi chiều học đến mấy giờ thì mới được về nhà à, Giang? 4 giờ. 4 giờ sáng à? À 4 giờ tối à? Vâng. Thế là buổi sáng đi học mấy giờ? Đến 10, 11 giờ mới nghỉ ạ. À. Thế là 11 giờ nghỉ xong là về nhà ăn cơm xong mới lại đi tiếp à? Vâng ạ. Vậy đi như vậy thì sẽ khiến các em là rất là mệt các bác ạ. Nên không biết là liệu là các em còn duy trì đi học được lâu không? Nhưng mà cháu Lực thì là mong rằng là có sự giúp đỡ của các bác mạnh thường quân. Ôi bó cỏ này ai cơm đi đâu rồi? Chắc là mẹ vác đi rồi. À mẹ vác đi à? Vâng. Ủa thế là vừa rồi nếu mà mẹ lên đường này à? Vâng ạ. À đây, hai anh em đi trước đi. Đây, tự dưng đang lấy cỏ để trời đổ mưa về. May là các em cũng ăn cắt ở gần nhà thôi cho nên là có mưa cái là chạy được về. À, hôm nay Trích đi hộ ai ấy? Hộ bà. Hộ bà. Thế Trích hôm nay đi làm gì? Đi hộ. Đi hộ thôi à? À. Trích thì quần áo này cũng đều là như nhau hết cả cô bác ạ. Ba anh em cũng có nguyên một cái cúc ở trên này thôi này. Thế đi học thì có quần áo mới chưa Trích? Chưa. Chưa có đâu á. Thế là mọi năm đi học thì là có mặc cái áo này đi học không? Có à. Đây, vừa rồi thì mẹ của các em thì cũng về đến nhà rồi cô bác ạ. Nhắc là vấn đề tập bóng con ép ở đâu các này? Phải đầm xăng là. Đầm xăng á? Ừ. Phải khả riêng á, phải ấu gân. Phải khả riêng chỗ thôi, mà nếu lúc em tóc thì mà bộ mình chia lên, phải khả riêng ấy. Tụng 8 tuổi ấy có học bảo mình nhớ là na lái học bảo để tụng bạc đấy. À thế là hôm nay các em thì nghĩ rằng là chỉ đi lấy công thôi cô bác ạ. Đấy, nhưng mà được là các cô với lại hàng xóm dưới kia là giả tiền. Thế ba anh em là đi làm là được 100.000, còn là mẹ thì là 100.000. Thì tổng là hôm nay là 200.000 thì mẹ bảo là dùng cái tiền đấy để mà cho các em là mấy nữa đi học cô bác ạ. Đi học lần này thì phải nói là để mà tốn kém thì cũng không có tốn kém mấy đâu cô bác. Đấy, nhưng mà đầu năm các em đi học ấy thì sẽ có những một số thứ là phải mua.
tự nhiên quần áo này, cặp sách này, vở bút nữa, này kia nữa. Thế là hôm nay là cả bố mẹ con là ăn cơm ở nhà dưới kia là về rồi à? À, thế là về nhà là mình không phải ăn nữa chứ? À. Bố mẹ con thì ở trong một ngôi nhà mà đều là tất cả là bằng làm toàn, hoàn toàn là bằng gỗ của bác ạ. Đấy, cái gỗ này thì cũng lâu năm rồi, thành ra là có những cái tấm thì đã bị nghiêng đi rất là nhiều. Cái quả này thì gọi là quả gì đấy hả Đoan? Có biết tiếng phổ thông là quả gì không? Không. Không á? Đi nhặt từ đâu về? Không mặc kia. À. Này thì tiếng phổ thông thì cháu Lực cũng lần đầu tiên mà nhìn thấy cô bác cảm giác như là rất là giống cỏ ổi. Nó mọc lên là rất là chứ. Tiếng nùng thì là cô thì biết nhưng mà tiếng phổ thông thì là cô là không có biết một chút nào rồi. Này thì là ăn thì nó có vị gì à? Ăn có ngọt không? Có. Có ngọt chua. Ngọt chua à? Vâng. Thuộc dạng như kiểu là cái quả nhiều cỏ ổi đấy các bác, nhìn ở trong rất là giống này. Không biết là dưới xuôi các bác có cái quả này không? Trích thì năm nay là lên lớp mấy rồi Trích? Năm nay là lên lớp 3 à? Thế là học cùng trường với lại các anh hết hay là có khác trường không? Có. Có à? Là học cùng ba anh em là học cùng trường hết à? Không ạ, em thì học ở trường bên trên bên trên ạ. À, thế còn là... Hai em thì học ở trường bên dưới ạ. À, thế còn là hai anh em thì là học tiểu học đúng không? Vâng. Còn là em Đoàn thì là... À, em Giang thì là năm nay là lên lớp 7 cho nên là học ở đây là trường chính của bác. Từ cấp 2 đi là học từ lớp 6 đến lớp 9 đúng không? Vâng ạ. Đấy, còn 3 năm nữa thì mới hết được cấp 2 của bác ạ. Cháu Lực rất là mong là sẽ được sự là yêu quý của các bác để mà giúp đỡ cho bố mẹ con. Bố mẹ con thì là hôm trước cũng được là đến nhà chính quyền thôn là cùng cháu Lực để mà đi vào và xác minh là cái hoàn cảnh ấy rất là đáng để mà giúp. Thế còn ba anh em thì bây giờ là có cùng mẹ để làm gì được không? Cái công việc ở nhà thì còn là làm thêm cái công việc gì? Đến buổi tối này thì là ba anh em hay làm công việc gì? Phụ giúp mẹ. Mẹ đi cắt cỏ gì ạ? Giúp mẹ đi cắt cỏ à? Vâng. Thế còn như lợn gà thế này thì là về nhà thì ba anh em có giúp mẹ được không? Có. Vậy ở dưới sàn nhà của các em thì là hôm nọ là cô cũng chia sẻ là con lợn này thì cũng đi nhận về để mà đến nuôi. Không biết là trên kia có một cái sạp, không biết là để sạp gì đây. Cái sạp ở kia là làm gì đấy hả Giang? Trước là chú ngủ á? Thế nào hai anh em ra đây xem nào. Mẹ ba anh em ra đây xem nào. Thế là trước là ai ngủ đây? Hai anh em á? Vâng. Thế hai anh em là ngủ chỗ này á? Vâng. Chỗ này trước có quay lại không? Trước lên bên nhà kia. À, trước là để trên nhà bên kia đúng không? Vâng. À, thế là để trên nhà bên kia thì cái kia có bác, cái kia là gọi là cái giường. Đây phải nói là khi mà tả ly nhà các em thì đằng sau này là rất là hẹp cho nên là khi mà nhìn vào đây là rất là bóng tối thôi. Như cái cột bên kia thì các bác nhìn thấy là bị nghiêng rất là nhiều các bác này, hầu như là nếu mà cái góc này nhìn thấy các bác so với lại cột ở phía tây của cháu Lực chỉ các bác này, với lại cột này thì là các bác nhìn thấy cột nhà khá là nghiêng rồi. Đấy, ba anh em thì là bây giờ bảo là đi phụ giúp mẹ là công việc, là những công việc là ở nhà. Trong thời gian này thì chưa đi học cho nên là phụ giúp mẹ là nhiều hơn. Đây là trồng gừng à? Đây là ai trồng gừng đấy? À đây là mẹ trồng à? Thế là để vào trong là bao tải để mà trồng này các bác này. Ôi, chúng phải dây điện không đấy? Chặt cây này à? Ừ. Mấy cái ngôi mộ này là ngôi mộ của nhà ai đấy? Của nhà em á? Các cụ. Các cụ à? Ừ. Cái từ lâu rồi, cháu Lực đếm sơ là chỗ này là có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7. Tận là 7 cái không? Rồi. Cái này thì có thêm một cái mới nữa là mộ của bố các em của bác ạ. À, bây giờ thì cũng được hơn một tháng thôi, còn là rất là mới nữa. Đằng sau này thì có phải là rừng của nhà em không?
Không á. Rừng của chú nhà dưới ạ. À, rừng của nhà chú à? Vâng ạ. Đây là đằng sau nhà cũng có rất là nhiều cây to này. Nếu mà cơn gió lớn này ảnh hưởng rất là nhiều. Dây điện này thì kéo có xa không dây điện này? Trên kia ạ. Trên kia á? Vâng ạ. Đây là dây điện này làm cũng nối cũng khá là nguy hiểm của bác này. Cái số ở đây có bác này phải chống nối nhau ấy. Khi mà đến buổi đêm thì nhìn vào nhà thì phải nói là rất là hoang vu của bác ạ. Các em ở hiện tại hầu như là phía trên kia là nếu mà như có một cái lực nào đấy mạnh là có thể là dẫn đến là bị đổ xuống. Chích kìa, đi ra đi ra, tí nó đổ ấy, chích đi ra đi ra, tí nó đổ ấy. Cẩn nha, ui, vào gừng của mẹ rồi. Ở đây còn chích còn đây dùng cả buộc đây này, cô bác này, đấy. Đấy, khóa hút, cái này khóa này hỏng rồi à chích. Để mát tiết bẩn đi. Ok, thì bác. Cái lá này thì có đem cho bò không? Có ạ. Chinh, được rồi. Ba anh em là bốn người là một công việc của bác ạ. Chích thì là lấy cỏ, lấy cái lá này để mà đi cho bò. Còn là việc còn lại thì của hai anh em là khanh cái cây lúa này đi. Và cây chuối. Thật chân nhá. Đây là hai anh em mỗi người một đầu à? Vâng ạ. Được không? Dao đâu rồi? Dao đây cầm cho. Rồi. Ba anh em thì cũng ngày một và lớn rồi thì cũng giúp được là mẹ là sẽ là nhiều hơn. Cái công việc này thì hầu như là đối với các em thì là rất là quen thuộc rồi. Đấy là các em làm là không cần phải chỉ trỏ đấy luôn. Này, ôi đây là quả gì đây? Quả hồng à? Vâng. Khoang lên hồng lên là đã ăn đâu? Nhờ. Vâng. Ra phía bên này là cái chỗ mà để mà nấu cám lợn đúng không? Chỗ này ấy. Này bí này đi đâu thu về được nhiều đấy. Đây thì nếu như để xuôi thì là bán rất là được giá, nhưng mà trên vùng cao này thì có nhiều quá thì ra là cũng không có ai thu mua cả. Chỗ này thì đã bị sạt lâu chưa hả Đoan? Sạt lâu rồi ạ. Đây là ở bên kia nữa là cũng bị sạt lâu rồi à? Vâng ạ. Thưa các bác, hôm nay cháu Lực lại tiếp tục là có mặt ở hoàn cảnh là bốn mẹ con. Đấy, các em thì là công việc hàng ngày các em là làm những cái công việc mà vừa rồi cháu Lực vừa mới ghi hình lại các bác. Trong thời gian tới thì các em sẽ đi học, sẽ ở nhà, không có ở nhà nhiều mà là đi học là nhiều hơn. Thì cũng mong rằng các em cố gắng để ba anh em ai cũng đi học hết, đừng có mà bỏ học giữa chừng. Điều đấy là rất là vui, nhưng mà nếu mà được các cô bác anh chị là đồng hành cùng cháu Lực để mà giúp đỡ tới hoàn cảnh cả bố mẹ con. Đây, cái thức phim hôm nay thì cũng khá là dài rồi và cháu Lực cũng xin được là chia sẻ tới đây thôi cô bác ạ. Và xin được cảm ơn các bác đã theo dõi hết video và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú anh chị ở số tiếp theo trên kênh Bản Em. Và bây giờ thì Đoan thì gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nhé. Con chào tạm biệt các ông các bà, các chú anh chị ạ. Rồi, bây giờ thì Trích nhé. Con chào tạm biệt các ông các bà các chú anh chị. Rồi. Con chào tạm biệt các ông các bà các chú anh chị ạ. Xin chào các bác.
Thưa bác, hiện tại thì trước mặt cháu Lực có một số mặt hàng được ông Sò lên trên rừng để khai thác về, thì cho phép cháu Lực được giới thiệu qua một chút cô bác nhá. Đây cô bác, ở trên tay cháu Lực là lá mắt gan rừng để được là ông Sò lên trên rừng để mà khai thác về. Và cái công dụng của lá mắt gan này thì là mắt gan này, lợi mật này, giảm độc này, an thần này, giúp tiêu hóa tốt hơn, chứa viên gan, xơ gan, men gan cao và gan nghiêm mỡ cô bác. Cái cách dùng của nó thì mình dùng như thế nào không? Đun vào nước uống hàng ngày. Vừa rồi thì là ông cũng đun xác về một chút thì là để cho Lực là cho tất cả các bác là cùng xem này các bác này. Cái sau khi mà xác nước xong thì là màu của nó là màu hơi đỏ đỏ một chút ông nhỉ? Vâng. Này ông uống thì cảm nhận là có hơi một chút là đắng đắng của bác ạ, nhưng mà rất là mát của bác ạ. Đấy, và ở phía trên tay của cháu Lực thì là mật ong rừng này các bác này. Cháu Lực mở cho các bác xem là cái chất lượng mật này các bác nhé. Các bác nghe, các bác cảm nhận nhé. Ủa ôi, gà rất là mạnh. Ông ơi, cháu xin mấy cốc kia nào. Cháu đổ ra cho các bác xem cái mật này. Mật thì là rất là đặc sánh các bác. Ủa. Màu rất là đẹp này. Mật này thì là rất là thơm của bác ạ, mật đấy. Đấy, tất cả những cái mặt hàng mà cháu Lực đang ở trước mặt cháu Lực hiện tại là cháu Lực bán hộ là ông Sò. Nếu như các bác quan tâm tới thì các bác là liên hệ cháu Lực qua cái số điện thoại là để trên màn hình và cháu Lực tư vấn là kỹ hơn các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Ông có lời nào gửi cho các bác không? Các bác các chị thì chỉ là lúc này để mà uống bình nước và uống hàng ngày thôi. Các chị liên quan đến đến thì nhưng mà ít thì gửi đi cho các chị các em các chị rồi nữa rồi không biết nói nhiều. Xin cảm ơn các chị các bác. Xin cảm ơn.